chú góp ý giùm chú. Thì hồi đâu có, hồi tại hồi tối buồn buồn mở lên coi á. Dạ. Coi sư này sư kia, hồi tối cũng có sư ở cũng 30 mấy 31 34 hả tuổi gì ha, như đó ở ở quận 12 đi tới Vũng Tàu. Họ đi tới Vũng Tàu vô cái trời đá đó. Dạ. Đi là khi nào ta? Đi từ Tây Ninh. Đi hướng quận 12 mà đi từ hướng Tây Ninh đi ra Vũng Tàu. Yeah. Đi 9 ngày 10 ngày. Dạ. Yeah. Đó coi chưa. Cũng bỏ hết áo luôn, coi như không có thấy gì hết. Dạ. Yeah. Bỏ hết, buông bỏ tất cả, giống như sư sư chí Hải ha. Mới coi tối nè. Dạ. Chú làm vụ này được bao nhiêu con? Tính vòng vòng hết chắc được 2 mẫu mấy, gần 3 mẫu à. Này phun thuốc á bác. Dạ phun thuốc. Dạ xong hả? Chích luôn. Kéo ba cái này nè. Ủa phun cái này cái ủa sao mình quấn này là làm gì? Quấn này để thuốc mua cho ba cái lúa ma. Dạ. À, nó chết. Ủa gì là đừng áo này mình có sao lỗ? Có. Lỗ ấm nước nè. Dạ. Kiểu này nó ra là giống như phun xương ra ha. Nó thấm điều thôi mình quên. À. Thấm điều mình quên, thấm thuốc ở trên bông á. Dạ, để cho nó chết ha. Dạ. Ba mình làm ở đây được nhiều không chú bác? À, được nửa mẫu. Dạ. Yeah. Rồi bác có biết về sư Chí Hải không? À, cũng nghe. Dạ. Yeah. Thì khi mà bác có nghe và hoặc là có xem trên video á, yeah, thì bác cảm nghĩ như thế nào về các sư mà đi tu khổ hạnh 13 hạnh đầu đà bác? Cái đó thì nó cái hạnh thì theo Phật Thích Ca mà. Dạ. Yeah. Theo tu theo hạnh Phật Thích Ca. Rồi bác cảm nhận cái hạnh của mấy sư như là sao? Thấy đi như vậy. Thì bị cái hạnh của người ta như vậy rồi nó sốt. Dạ. Cái riêng bản thân con mà theo mấy sư như vậy á, thấy một nhưng mà rất là cảm phục cái ý chí. Đúng rồi. Ý chí nói chung là kiên định của mấy sư rất là cao. Tu theo hạnh cũng như là Phật Thích Ca, Thích Ca ở trước á. Dạ. Cũng tu cũng ngồi trong cội Bồ Đề cũng đi hết thực. Dạ. Dạ. Dạ rồi thôi con cảm ơn bác đã chia sẻ ha. Dạ. Dạ, dạ chúc bác làm lúa được mùa ha. Dạ. Dạ. À bây giờ thì sư Chí Hải đã thọ thực xong rồi cô chú chị. Sư vừa ăn xong thấy sư chắp tay ngày đầu cũng đằng cả phút gì con lên nói chuyện con hay quay ra con thấy mình bây giờ thì mình cũng còn đâu có còn dùng nước ngọt đâu hả sư? Dạ nước ngọt thì con không hết uống hết. Dạ. Qua sư về sớm giặt y hả sư? Dạ vâng, hôm qua con tắm đấy. Dạ. Tắm rồi còn giặt chiều. Mấy bữa nay thấy hay mưa nên là con không dám giặt y. Dạ. Hôm qua thấy nắng, trời nắng cũng tương đối đẹp đấy. Dạ. Con tắm giặt chiều luôn. Bữa nay trời đẹp chắc sư chắc đi hơi xa hả sư? Đi có về hay là đi mấy ngày mới về sư? Cái đó là hữu duyên. Dạ. Con dự định là đi nguyên một vòng lớn đấy. Dạ. Vòng lớn chắc cũng phải mấy ngày ha. À, sư, bởi giờ mà sư khi mà về đây tới giờ thì cái ngày cách đây 3 hôm
Đó thì sư đi cái đoạn đường nói chung là cũng gần 30 cây số. Đó thì sau khi mà đi như vậy về tới cái nơi mình tu tập á, sư cảm thấy có mệt mỏi nhiều sư? Vâng, thật sự thì mệt thì con không mệt. Dạ. Có bữa đó thì có mấy đoạn đường nó đá nó hơi nhỏ đó. Dạ. Nó đâm vào chân con lủng hết lỗ. Dạ. Nói chung thì nó cũng không sao cả, tại ngay cái phần nó bị chai dày ngay gót đấy. Dạ. Cũng thốn hả sư? Nó hơi thốn vậy thôi chứ đi thì con không mệt. Dạ. Đi được nhiều khỏe thôi chứ. Dạ. Tính ra biết bao lâu rồi sư mới đi xa như vậy luôn á? Thường thường sư đi khoảng mười mấy 20 cây đổ lại thôi chứ đâu đi xa như bữa đó đâu. Dạ. Con cũng không có biết trước là mình đi bao nhiêu xa nữa. Dạ. Con cứ đi vậy đó. Được, con cứ đi thôi. Dạ. Tại bữa đó con cũng có cũng tính sơ sơ trên km. Đó là cũng đâu cũng khoảng không tới 30 cây nhưng mà tầm khoảng 25 26 cây bữa đó. À bữa đi tuy là bữa đó, buổi trưa mưa chắc cũng phải ở đó lại cái nghĩa trang chắc cũng khoảng cỡ 2 tiếng hay sư. À vâng, khoảng khoảng 2 tiếng hơn. Đó thì khi mà sư đi như lúc cũng 1 giờ mấy 2 giờ kém rồi phải chứ. Con nhớ mày mày. Khoảng 1 giờ mấy. Dạ. Yeah. Mà là con định đi là mới vừa định đi là mưa cái ào xuống liền luôn. Dạ. Con phải nán lại con đục mưa đó. Là cũng khoảng 1 giờ mấy khoảng 1 rưỡi mà sư đi một vòng đó khoảng về tới đây là khoảng chắc 15 cây hơn. Dạ. Từ một vòng đó về tới cốc là khoảng hơn 15 cây mà sư đi tới về tới đây là mới có 5 giờ 10. Dạ. Đi rất là nhanh. Sư đi rất là nhanh. Dạ. Những lúc mình đi quay mình chia sẻ hình ảnh á, có lúc mình phải chạy theo, có những lúc mình ở lại mình hỏi thăm cô chú anh chị mà mình cúng dường á, chỉ cần một phút thôi mình phải chạy đúng theo. Rồi một phút là sư đã đi một đoạn với hơn 50 mét á, hơn mét xa lắm. Cái em trai hôm qua á sư? À vâng. Ở Cà Mau á, thì hôm qua là em đi về rồi. Vì hôm qua về đây. Dạ. Dạ đúng, chiều hôm qua đã về tới dưới hình như 5 giờ mấy 6 giờ. Kiểu như gặp được ai đó con cũng nói họ có gì hỗ trợ họ với. Dạ. Nói chung là hôm qua cũng có Phật tử cũng muốn hỗ trợ nhưng mà tại vì duyên của các em đó chưa có đến. Dạ. Thì vừa định hỗ trợ thì em đó đã về rồi đã lên xe cũng khoảng hơn nửa tiếng đó, cho nên là không có trợ duyên được. Ở đây ý là hỗ trợ họ về hay họ muốn gì đấy mới hỗ trợ cho cái anh trai đó là ở đây một hai bữa gì đó đừng là học cái những cái cách mà sư khi mà mới đi tu tập á như thế nào á cũng như là học từ sư á giống như là theo sư Minh Tuệ thì bắt đầu từ cái câu chuyện như thế nào học hỏi nhưng mà em đó em về luôn cho nên là không có cái đó thì không gì tới không. Dạ. Thì có nhiều bà con cô bác cũng bình luận rằng là nói sao anh em mình kiểu như không trợ duyên. Nói chung là cái giai đoạn này nó cũng khó khăn quý cô chú anh chị. Bà con cô bác biết rồi cái gì nó cũng phải để cho cái tự nhiên. Nó tùy tự duyên đúng không sư? À, vâng. Chứ mình thì mình cũng mình nói thì mình nói vậy chứ thật trong lòng mình cũng muốn hỗ trợ lắm. Nhưng mà thực chất thì rất là khó chứ không đơn giản như bà con mình xem trên video mà nghĩ đơn giản. Thì cứ để mọi việc nó tự nhiên đi. Dạ. Chứ là hôm qua là sư cũng đã nói rồi chứ mấy anh em cũng nói là mình phải suy nghĩ lại đúng không sư? Tại vì mình chưa là gì hết, chưa có xuống tóc nè thì phải là suy nghĩ lại coi là có nên là có quyết tâm tu hay không thì phải tìm hiểu như thế nào đó. Thời điểm này với thời điểm này nó cũng nhạy cảm đấy nên là mình cứ suy nghĩ kỹ, nếu được thì mình vẫn cứ nuôi cái
cái tâm nguyện nó đi. Cái mình đợi cái thời điểm nào đó thích hợp đó thì mình thực hiện thôi. Và tối hôm qua em trai đó cũng có hỏi thăm em trai đó, thì khi mà em trai về tới nhà thì em trai đó cũng có nói là con giờ hiện tại thì con cũng đang là ăn chay trường đó. Dạ, ăn chay trường ở nhà cũng được. Dạ. Rồi mình rèn luyện cho nó thích rồi sao rồi nói nếu mà một ngày để một ngày gần nhất coi thì con đủ duyên con sẽ phát tâm. Dạ. Và hôm qua thì lúc mà ấy như con cũng có thấy là em trai đó cũng có học cách sư đắp y đúng không? Con cũng nói họ là mình có thể mình còn xài điện thoại đấy, mình có thể về mình tìm hiểu trên mạng đấy. Dạ. Yeah. Coi coi có cái cách người ta chỉ không thì mình học cũng được. Dạ. Yeah. Cái lúc sư chỉ dạy cái cách mà đắp y thì mình không có quay. Dạ yeah, đúng rồi, mình không quay đúng không? Nhiều khi con chỉ có một lần thì nó cũng Với lại cái cách đắp y đó trên YouTube rất là nhiều. Dạ. Có mấy có các sư chỉ cách quán y á. Dạ, mình cứ học trên đó. Dạ. Nhiều khi con làm ở ngoài mới một lần chưa có nhớ. Dạ. Dạ. Sư cảm nhận về em trai đó như thế nào sư? Nói chung là con thấy thì cái đó cũng tùy duyên của mỗi người thôi. Dạ. Mỗi người muốn tâm đi thì đi, khi nào về thì về, đó là của mọi người thôi. Quyền của mỗi người hết. Quyền của mọi người thôi, chứ con cũng không có gì khác. Dạ. Cháu từ thấy đẹp ha. Đó, cái nhỏ này cũng chi rất là đẹp. Mà nói tới cái vụ mà khen đẹp đẹp này á, nhiều khi bà con cô bác không có hiểu. Một số không hiểu nói là đã tu rồi mà còn đẹp với ấy gì, đẹp với không đẹp gì. Tức là đẹp là do anh em mình nói, còn sư thì sư đâu có nghĩ với cái chuyện vậy. Cái này mình nói rõ luôn, do anh em mình mình thấy đẹp thôi, mình hơn. Dạ. Mình đâu có tu hạnh 13 hạnh đầu đà đúng không anh? Đúng rồi. Cho nên là mình đẹp thì mình khen đẹp thôi, mình là YouTube mà. Nhưng mà bà con có vào xem thì người ta nói là có khen. Khen, đúng rồi. Bà con xem có khen. Nhưng mà có bà con thì không hiểu nói là đã cũng như chết móc anh em mình á. À. Kiểu như là tu rồi mà còn đẹp còn đẹp với xấu gì nữa. Tức là đẹp xấu là do người thường mình thôi. Ừ. Anh em mình quan sát thôi. Quan sát mà mình khen thôi. Giống như bà con cô bác thấy sư mặc đồ gì đẹp. Còn cái chuyện của sư thì sư tu rồi sư đâu có nghĩ tới đâu. Còn sư đối với sư tất cả cái gì cũng bị là bình thường hết. Vâng. Gọi là tấm vải thôi. Dạ. Phương tiện. Nhưng mấy anh em mình có quyền ha. Quyền khen đẹp xấu. Thì vẫn đẹp thì mình nói đẹp. Thấy cái đó đẹp mình nói đẹp ha. Sao mà anh em mình đâu có phát tâm tu 13 hạnh đầu đà đâu, cho nên là mình vẫn được khen bình thường quý cô chú chị. Để nói cho bà con cô bác thầy dễ hiểu ha. Tại mình làm YouTube mà. Mấy ông thầy YouTube này ông cũng chờ nó khở ha. Hôm nào mình quay cái cảnh thật quý cô chú chị, có gì mình nói nấy thôi. Giống như sư sáng nay được khán giả nào người ta cúng dường cho và được cúng dường cái gì thì mấy anh em mình chia sẻ. Mà con có bác biết á, nhiều khi nhìn qua hình ảnh không thấy được, cho nên là nhìn mình phải thật lại quý quý chị. Mà tính ra cái bà chị đó cũng hữu duyên ha, hai lần. Hai lần. Đi mấy chục cây số nha. Đâu gần trăm á. Gần trăm là từ cái chỗ của chị làm. Đúng rồi, là từ quê cũng chỉ là quê ở Tầm Du, quê là cũng mấy chục cây thôi, mấy đúng rồi, số thôi, ba mấy cây. Tại vì nói cho bà con dễ hiểu nè, tại vì chị đi xuống á là chị đi từ cái chỗ làm, đúng rồi, ở Sài Gòn không ở Bình Dương, ở Bình Dương lộn quên, ở Gạch Bắp, Gạch Bắp Bình Dương đó. Nhưng Gạch mà quê của chị á lại là ở Long An, tại vì Duy Minh Hồ Sáng mà là tính ở quê. Tầm Du là huyện hay xã? Huyện à, huyện Tầm Du á sư. Quyền Du đúng không? Thì từ nếu mà từ nhà của chị thì qua đây thì khoảng 28-30 cây gì đó. 30 cây. 30 cây.
nếu mà đi đường tắt thì nó gần hơn, mà đi đường vòng là hơn 30 cây. Ai đó là làm hả? Đợt trước cũng vậy, đợt trước cũng đâu như là gần 4 giờ sáng, 4 giờ kém đợt trước á, là chị đi. Đi xuống đây là cũng gần 2 tiếng á. Thì mọi chuyện thì Duy Minh thường trước là mấy anh em đây thì cứ cầu mong cho là các sư tu thì cứ kiên định đó, đi tu đến nơi đến chốn. An tâm thì luôn luôn lúc nào cũng là an lạc, hành thiện tinh tấn là pháp trí huệ nó được sáng suốt. Từ buổi mình đi giờ mình có thấy trên con đường đi này mình có gặp cái trở ngại gì vướng mắc gì không sư? Dạ vâng, thì bữa giờ con đi bình thường, dạ. Cũng không có vấn đề gì hết. Dạ. Tốt đẹp. Thì nói chung được cái là bà con mình ở đây nói chung là rất là tôn trọng, cho nên bà con của bác mình hữu duyên gặp thì đứng đảnh lễ rồi xong rồi cũng không có ai đi theo chứ. Đúng rồi. Bây giờ á, dưới là cái hình ảnh của sư là đi mỗi ngày rồi. Đúng rồi. Thì thường thường sư đi bữa giờ theo mình biết á là đi có ba hướng thôi à, có ba hướng thôi. Đó, là cho nên hình ảnh của sư thì ví dụ như bữa nay đi một đường đó, ví dụ như bữa hai bữa xong cái sư đi cái đường khác, cho nên bà con mình cũng biết quen cái hình bóng à. Hôm qua gặp một cái người cô bán thịt heo á ở chỗ ngã tư đó. Cô kể lại cái vụ mà cái cô nào mà góp một cái ly nước đổ cúng dường cho sư à, bà cụ, bà cụ mà thấy sư vừa đi ra sư uống, nghe cô thật thấy cũng xúc động. Cô chắc xem trên kênh của em á. Của em đó. À, tại cái bà cụ đó là chưa tới ngã tư đó, cách ngã tư chắc cũng gần cái cây số thôi sư. Cô thấy cũng xúc động, tuy là một cái giọt nước không phải là rất là bình thường, không phải là chảy nước suối, nhưng mà một cái ly nước thôi. Cảm động giống như là một cái hành trình đợt mà sư Minh Tuệ đó. Dạ. Cùng tăng đoàn đi đó. Đợt đó thì ở trên Gia Lai là có như ba cốc nước sôi. Ba cốc nước nóng. Mà có một cái người bà, người cô gì đó. Người bà là người đồng bào á. Phải không? Cái nhà khó khăn đúng không? Đúng rồi, nhà khó khăn. Là như cúng dường là ba cốc nước nóng, nước sôi. Đợi là được rất là nhiều bà con cô bác mà hỗ trợ. Rồi thậm chí người ta còn quay ngang là gieo duyên, người ta hỗ trợ cho bà nè. Đúng rồi, hỗ trợ em nó cũng được nhiều á. Rồi kể cả thời gian đó về sau bắt đầu người dân ở đó đó là được mạnh thường quân đến phát gạo, phát quà chung rất là nhiều. Rất là nhiều ở khu vực ở gia đó. Chung là cũng nhờ phúc của sư thầy bà con gần. Nhưng mà dạ, đúng rồi. Nếu mà một người khán giả mà tinh tế á thì sẽ thấy được những cái tích cực và cái hữu ích của sư Minh Tuệ như các sư đây. Là cái hữu ích đây là khi mà sư đi như thế, cái hình ảnh như vậy á, làm cho là rất là nhiều bà con cô bác khán giả người ta phát tâm thiện, phát tâm lành và giúp ích cho những hoàn cảnh khó khăn rất là nhiều. Chung tại gieo một cái phước rất là cao á, em thật sự luôn. Giống như giờ sư Minh Tuệ ở đâu thì ở khu vực địa phương đó lại có thêm cái kinh tế phát triển. Đúng rồi. Rất là nhiều. Được là trợ duyên là tặng, cái thứ nhất là quan trọng là tặng những cái phần quà gạo và những phần quà cho bà con cô bác nghèo. Đơn giản thôi, nội vấn đề mà bà con cô bác ở khu vực đó mà buôn bán thôi. Đó là một điều rất là tuyệt vời luôn. Kể cả làm đường rồi. Đó là những cái hữu ích mà một số những người ta không có nhìn thấy đó. Nhưng mà số đó chỉ ít thôi, dụ như 100 người cũng phải có một người nó khác. Nhìn nói chung là mình nhìn một cách là tích cực thì nó sẽ tích cực thôi. Nãy sư thì ăn rồi, chị sư cũng có hôm nay hữu duyên cũng con cũng còn được
đúng ba phần nghe cái ba vị luôn nè. Dạ. Trời ơi, mô Phật. Quý cô chú anh chị, cái điều mà anh em của mình á, đi theo sư á, cái lợi á, thứ nhất á, là mấy anh em mình phát cái tâm lành, mình được niệm Phật mỗi ngày, đó là cái lợi của anh em mình quý cô chú anh chị. Thường thường mấy anh em mình đi quay chỗ khác, mấy anh em mình đâu có niệm Phật đâu. Đúng rồi. Đúng không? À. Cái lợi thứ nhất là đôi khi mình nói chuyện với sư là niệm Phật trước rồi đó. Nói chuyện còn à. Khi đôi khi không tới nhị nữa. Đó là cái thấy là mấy anh em mình phát tâm thiện rồi đó quý cô chú anh chị. Thì bây giờ là còn ba phần là của ba anh em luôn nè cô chú anh chị. Sư cột sẵn luôn nè. Cái này là hữu duyên nha. Hữu duyên. Hữu duyên. Mình gọi là cũng nhận được cái lọc của đúng rồi. Mình đâu có sắp đặt trước rồi đúng không anh? Hữu duyên sáng thì anh tới anh cúng cô chị tới chị cúng giường thì sư nhiều thì sư sẽ gọi là gì ta? Khi mà mình nhiều là mình gieo duyên ngược lại đúng không sư? Chứ không phải là bỏ nha. Ví dụ như nhiều quá là sư cái gieo duyên lợi cho một cái người nào đó, hay là không có cái người nào thì cũng có YouTuber, cái nào mà có tình thiệt mình nói thiệt. Đó quý vị chú chị. Nếu như không có mình thì sư có thể gieo duyên những người xung quanh. Dạ ví dụ như là không có tụi con thì những cái đồ ăn dư này sư sẽ làm như thế nào sư? Con cầm đi ra ngoài đường ấy, gặp ai hữu duyên thì con hướng lại cho người đó. Dạ. Con có mấy lần con làm vậy. Dạ. Đó quý cô chú chị. Ăn uống bình thường thôi đâu có gì. Dạ. Đó là bà con cô bác cũng nghe sư nói đó. Nếu mà dư lợi thì sư cũng, nếu không cho có bà con ở đây hoặc là anh em YouTuber thì sư sẽ cầm theo ở dọc đường và để tặng cho những cô chú bán vé số chẳng hạn và, đúng không? Người nào kiểu như cho họ cũng như gặp được thì con cho. Dạ. Có mấy lần đi lúc mà gặp sư Minh Nhận ở trên cái cầu Vĩnh Long á với sư Chí Hải đó thì dọc đường bà con cô bác tặng ước nhiều quá, sư Minh Nhận phải là đổi cũng như là nhận của một cái vị khán giả đó rồi thì lấy cái chai nước cũ tặng ngược lại quý cái chú anh chị. Đó là một cái cách cũng là gieo duyên. Chai cũ nhưng mà chai nguyên nha. Thì đó chai nguyên. Dạ. Thì mình nói cho nó rõ để bà con cô bác không biết, cái con cô bác hiểu lầm chai nguyên. Đó. Và cái đó là một cái gieo duyên phát cái tâm thiện ha quý quý anh chị. Mà đa số thường xuyên á là mấy anh em YouTube là sẽ hữu duyên với cô sư là nhiều nhất. Có lần mình gặp đầu tiên, có lần sư Chí Hải với sư Minh Nhuận á đem nguyên một bọc bự ra, tưởng cái gì là đưa cho anh em, nói anh em ăn hoặc là cái mình không nhận đó, thì mấy sư nói là có thể tặng lại cho những người khác. Nhờ mình tặng lại cho bà con á. Dạ. Cái đoạn Vĩnh Long, đoạn cái Vĩnh Long. Cô bán giấy số rồi đó. Đúng rồi. Chạy tới luôn. Ừ. Thì mấy anh em mình tặng thử. Cái đoạn đó là mới qua có Vĩnh Long, vô Vĩnh Long chút xíu à. Nhận với tấm lòng, bà con có thể là sư có đủ rồi. Không tính ra nhận với tấm lòng rồi xong rồi sư sẽ chia sẻ lại. Tính ra mà hai anh em mình á là đi theo sư cũng hơn một tháng rồi cô chú anh chị. Đó rất là nhiều cái kỷ niệm, nói chung là đối với hai riêng hai anh em thôi nha. Đó, bên phần sư mình không nói, riêng phần hai anh em á thì có rất là nhiều cái kỷ niệm từ bà con dành cho tình cảm cho hai anh em nè. Đó, rồi những cái kỷ niệm mà giữa hai anh em đi qua quay. Đó cô chú anh chị. Có đợt ở dưới Kiên Giang á thì được nguyên cái gia đình đó, rồi mời về xong rồi nấu cơm rồi mời hai anh em ăn chung một điều, nó tuy nó không lớn hết nhưng mà một cái hình ảnh rất là đẹp và hạnh phúc khi mà mấy anh em mà đi chia sẻ những cái video mà nó thực tế như vậy cô chú chị, thì nhận lại được tấm lòng của bà con thương mến. Hôm nay chào chuyển mưa không chuyển đâu cái gì chứ không chuyển thì sau khi mà sư thọ thực xong thì anh em cũng có ghi hình. Thì bây giờ Nam cũng xin phép con xin phép sư nha sư. Chúc cho sư dạ. Chúc cho sư thật nhiều sức khỏe. Thì cầu độ bình an gặp quý Phật tử có tấm lòng tốt để là trợ duyên sư nha. Vâng. Sư luôn kiên định và tâm. Thì Nam cũng xin kết thúc video.
và cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình theo dõi trên kênh của Nam. Một lần nữa là chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc nha.